Và đây là bài đánh giá chi tiết con JBL PartyBox 100. Đây, đầu tiên các bạn có thể thấy đây là một con loa vô cùng nhỏ gọn và xinh xắn. Nó nhỏ gọn nhất trong dòng JBL Party thôi, cái dòng loa thùng của nó. Chứ con này nó không nhỏ gọn lắm, tại vì các bạn có thể so sánh nó với kích thước của một con Go 3 mà thông thường chúng ta thường sử dụng. Thì con Go 3 có thể nói là nó chưa đến cái chân của con này nữa. Kiểu khoảng cách là quá xa khi mà cái khoảng cách giữa hai con này là... Đó, kể cả cái người của mình nha, mình cao 1m6 thì cái loa này nó cũng cao được gần bằng một nửa người mình rồi. Đó, cho nên là thực sự là con này là một con loa thuộc dạng loa thùng và cũng khá là lớn ý. Thì cái đặc điểm của con này sẽ là nếu các bạn sử dụng mà mang đi di chuyển ngoài trời nhiều á, thì lưu ý giúp mình là con này nếu như các bạn muốn chở nó đi chơi hoặc đi du lịch, nó sẽ hơi vướng một chỗ là các bạn sẽ mất một slot ngồi để chở nó nha. Còn nếu như các bạn có ô tô thì tuyệt vời nhất. Đó, chứ còn ngoại hình của con này thì quá hầm hố rồi, quá đẹp. Chúng ta có thể thấy là xung quanh viền nhựa rất là chỉn chu. Các cái phần nhựa này đều là nhựa nhám nha mọi người. Nó sẽ đảm bảo cho một cái việc là các bạn dùng được lâu và nó không bị hỏng và nó không bị gọi là cũ đi nhanh. Đằng trước là kim loại này và nó sơn tĩnh điện nữa, đỡ bị giật. Đèn LED quá đẹp. Đây, để mình bấm cho các bạn coi. Nháy rất nhiều kiểu đèn và rất nhiều màu. Các bạn có thể tắt đi nếu như các bạn thích, nhưng mà mình không thích tắt. Đấy, tại vì mình thích đèn rõ ràng. Đằng trước logo JBL. Được một cái là con dao này các bạn có thể thấy nó nhìn là dạng thẳng, nhưng mà nó có thể nằm được rất nhiều kiểu tư thế, tại vì xung quanh cả ba phía của nó đều có chân nha. Chúng ta có thể đặt nó nằm ngang. Đó các bạn, đấy. Đắn ngang như thế này, chúng ta vẫn có các cái chân silicone để bảo vệ. Đặt nó nằm ngược lại như thế này cũng được luôn, vẫn ok. Và đặt nó nằm thẳng. Đó, hoặc là các bạn có thể đặt ngược lại. Nani? Đừng đặt ngược lại, tại vì ở đây khu vực điều khiển, đừng đặt ngược lại, không xài được. Thì cái này sẽ có một cái đặc điểm là cái báng cầm của con này là báng cầm ngang. Nó dẫn đến một cái hệ quả là nếu như mà những ai thích xài loa thẳng giống như mình, khi mà chúng ta xách cái loa kiểu này này, đó, thì nó sẽ bị chúi. Khi mà đặt xuống á, loa nó sẽ bị dập ở cái khúc này này, kiểu như nó cứ bị cà cà vào cái khúc này hoài á. Thì về lâu về dài chắc chắn nó sẽ xảy ra cái hiện tượng nó bị xước cái khúc này nhiều. Thì lúc mang vác con này làm ơn chú ý giúp mình cầm ngang ra nha, đừng cầm thẳng. Cầm thẳng rất dễ bị chọc cái loa xuống và có thể bị sập làm cho cái loa bị đổ xuống luôn. Thì cái cân nặng của con này ở đâu đó chục ký, và con trai mang vác cũng sẽ cảm giác hơi nặng chứ đừng nói con gái. Con gái là gần như kiểu cầm sẽ hơi bị mỏi luôn. Thì nếu như các bạn đang không biết làm gì, các bạn đang không có thiết bị để tập thể dục, thì thay vì mua những cục tạ tầm vài chục nghìn đến vài trăm nghìn, các bạn có thể bỏ ra 9 triệu để mua con này. No, hả? Hoặc nếu các bạn đang cần một thiết bị mà giống kiểu nó miêu tả lại cái kích thước của cái sừng trên đầu các bạn á, đó, con này hoàn toàn hợp lý. Và nửa đêm nếu như các bạn không biết làm gì, cũng buồn chán không có gối ôm, thì thay vì vài chục nghìn gối ôm, ôm con này. Đèn sáng nhấp nháy nửa đêm, đêm nhạc sập sình bập bùng, nghe tiếng bass quên tên em. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Phần mặt trên thân loa nó sẽ có cả phím điều khiển là tăng giảm âm lượng này, mở nguồn này, tìm Bluetooth, dừng phát nhạc. Có một cái phần nó sẽ thông báo tín hiệu pin là nó sẽ có 5 mức pin. Nếu như là đầy thì sẽ là 5 mức, mỗi mức pin nó hạ xuống thì tức là 20% nó đã mất. Và nếu như cái mức pin nó xuống quá thấp á, thì nó sẽ có dấu đỏ và nhấp nháy. Ngoài ra nó có một cái nút nữa là nút Bass Boost, thì cái tên của nó như thế nào thì công dụng của nó là như thế, nó sẽ kích cho cái bass của con này to hơn. Và với cái nút chỉnh đèn á thì anh em để ý này, kiểu cái nút chỉnh đèn anh em ấn một cái nó sẽ thay đổi màu đèn. Đó, ấn cái nó sẽ thay đổi màu đen. Thích màu gì cũng được, xanh đỏ tím vàng cũng được, tắt được đấy. Trừ một cái mặt chúng ta sẽ có các ổ cắm USB này, cắm micro hát hay là cái cắm điện nguồn sạc pin. Phụ kiện đi kèm của con này sẽ gồm có sách bảo hành, sách hướng dẫn sử dụng. Nó khá là chi tiết và đầy đủ các thứ tiếng, mặc dù mình cũng không đọc được nhiều lắm. 4 dây sạc điện đi kèm. JBL khá chu đáo khi mà nó thiết kế rất nhiều đầu sạc phù hợp với nhiều đất nước và nhiều châu lục, nhiều kiểu cắm khác nhau. Thì những cái dây đấy cho không phải để bâng khuâng đâu nha. Ở Việt Nam chúng ta sẽ không dùng nhiều, nhưng mà nếu như các bạn mà mang đi nước ngoài á, các bạn sẽ hiểu một cái nỗi khổ khi mà ví dụ như chúng ta ở Malaysia đi, thì nó sẽ sử dụng chấu 3 và gần như nếu như những thiết bị hai chấu sẽ không thể cắm được và các bạn sẽ phải mua một cái đầu chuyển. Thì cái này ở JBL rất quan tâm người dùng, người ta mới cho cái này, chứ bình thường mấy hãng bình thường người ta chắc kiểu mỗi nước họ sẽ phân biệt vùng ra và họ cho kiểu chỉ có một loại dây thôi. Thì người ta dự đoán là con này có lẽ sẽ được mang đi nhiều và kiểu được kiểu crossover ra nhiều nước á, cho nên họ mang rất nhiều dây sạc đến cho chúng ta. Đây là một điều rất tốt nha. Với cái kích thước lớn như thế này thì chắc là chúng ta sẽ mong đợi một con loa nghe rất lớn đúng không? Đúng, chúng ta có một con loa nghe rất lớn khi mà với cái công suất là 160W kết hợp với tổng cộng là nó có 3 con loa thông thường để đánh các giải mid, chép và 2 con loa gofer để đánh giải bass ạ. Thì thực sự cái âm bass của con này rất to, rất ấn tượng và nghe ở không gian rất lớn luôn. Nếu như các bạn vác con này ra công viên, người già sẽ phải nhìn các bạn với ánh mắt thằng này trẻ trâu.
các anh em hip hop Never Die sẽ chạy ra bu cạnh và ồ con này ngầu thế. Còn các em gái sẽ bắt đầu đứng nhìn kiểu chết rồi, trong nó lại bắt đầu hát rồi. Thì đấy, chất âm của con này mình có thể dùng từ là rất tốt so với một con loại nặng bass như thế này. Thì nếu như các bạn không bật cái chế độ bass boost lên, cái giải bass của con này vẫn dày và nhiều hơn những cái loa thông thường rất nhiều. Chúng ta có thể nghe khá là sâu nhưng nó sẽ nặng về cái phần up bass nhiều hơn cái phần bass trên á. Chứ còn phần low bass của con này thì nó hơi thấp một chút và đôi khi chúng ta có thể không nghe thấy rõ ràng cái phần mid và chép của con này nha. Mình có thể đánh giá nó vẫn ổn so với một con loa thiên về bass, tức là các bạn vẫn có thể nghe được cái giải âm của con người rất trong trẻo, cái giọng của người rất tốt. Và đặc biệt là với những cái giọng ca vàng trong làng âm nhạc và không nghe rõ lời như Bình Gold và Tommy Tèo thì mình vẫn có thể nghe được rõ là họ đang rap cái gì, thì chứng tỏ cái giải mid của con này phải làm rất tốt. Nó kết hợp được cả bass, cả mid, cả tất cả mọi thứ, vậy nên nghe rất trung hòa. Còn nếu như ra một không gian quá lớn, anh em bật cỡ 80-90% mà các anh em vẫn cảm giác nghe nó chưa phê á, thì tốt nhất đừng bật cao hơn nữa. Tại vì nếu như các anh em bật cao quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của loa, và chúng ta chỉ nên bật khoảng 80% thôi. Cái mức đó sẽ là cái mức tốt nhất cho con loa này, và nó cũng bảo vệ cho cái loa của chúng ta luôn. Tại vì không có một con loa nào nó chạy 100% hoài mà nó có thể gọi là hoàn hảo hết á. Thì nói chung về chất âm của con này rất ổn, mình dùng từ rất ổn nha. Và anh em không phải lo nếu như mang con này về để nghe nhạc đâu. Và đặc biệt là lúc bật nhạc á, mấy cái đèn này nháy nháy vui lắm. Thì nghe Vinhouse, nghe EDM hay là nghe những thể loại nhạc bass nhiều á, tuyệt vời, bật lên sập sình party tê tên đen. Nhưng mà cái nhược điểm của con này sẽ là nếu như anh em có một cái phòng nó quá bé hoặc là một cái không gian nhỏ, thì thông thường với những cái phòng, với phòng mình nha, mình có một cái nhà khoảng cỡ 20m², thì khi mà nghe âm thanh á thì nó có hay không? Không. Một cái phòng cỡ 15m² nghe hay không? Học thì nó yêu cầu một cái không gian phát nhạc nó phải đủ lớn, kiểu như một cái phòng khách khoảng 30m² thì mới đáp ứng đủ cái khả năng của con này. Nếu chúng ta bật 50-60% là khẳng định nghe cực kỳ ù và ổn, nhưng mà một cái không gian thoáng và nó có thể thoát âm được thì con loa này nghe rất hay nha. Đừng mang con này vào những cái nơi nó quá chật và nó quá nhỏ, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng âm thanh của nó. Thì cùng mình thưởng thức thử một vài bài hát ở trên con loa này. Đây là bài hát không bật chế độ bass boost. Còn bây giờ là mình đã bật chế độ bass boost nha. Nếu một ngày bạn cảm thấy bạn quá mạnh mẽ thì bạn phải làm gì để giúp cho các bạn cân bằng cuộc sống? Yếu đuối. Thì các bạn có thể thấy khi mà bật bass boost lên ở những bài R&B á, thì cái phần bass nó sẽ hơi đè giọng ca sĩ một chút. Và lúc nghe R&B mình vẫn khuyến khích là đừng bật cái chế độ đấy lên nha. Chuyên mục test mic cho mọi người thì các bạn hoàn toàn có thể cắm micro và hát acoustic trên con này là bình thường nha. Chúng ta có thể cắm cả guitar nữa. Thì các bạn có thể nghe thấy là hiện giờ phim trường đang mưa và các bạn có thể cái tiếng mưa nó rơi róc rách không ạ? Thì cái đấy là do mình xui chứ không có cái lý do gì giải thích cho cái vấn đề này cả. Ở trên cái micro này nó có một cái đặc điểm hơi dở so với những cái dòng loa kéo kéo, đó là chúng ta chỉ có thể gain âm lượng thôi. Tức là cái mic của chúng ta chỉ có thể tăng giảm âm lượng chứ không thể chỉnh echo hay là các cái yếu tố xung quanh đó như kiểu bass hay chép. Và còn cái guitar cũng thế, chỉ có thể tăng giảm âm lượng, đó là điều duy nhất mà chúng ta có thể có. Và nghe cái micro này các bạn có thể thấy là cái giọng bass của mình nó có một cái độ rung nhẹ. Cái echo này ở đâu đó khoảng cỡ 15-20%. Thì những người mà hát karaoke yếu á, thường thì mọi người sẽ xài cái giọng mic này, mọi người sẽ cảm thấy nó hơi hụt và nó hơi kiểu nó hơi nhẹ hơn cái gu của mọi người một chút á. Thì lưu ý nhẹ là nếu như mua micro về để hát con này thì nó sẽ hơi nhẹ nha. Nếu như các bạn muốn nâng cấp, các bạn nên mua những cái bộ adapter hoặc là những cái bộ sub về để nâng cấp cái chất lượng âm thanh nó cao hơn. Tuy nhiên thì nhớ mua cái đầu có thể cắm được vào cái cổng micro nha. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm sao vẫn mãi đêm dài, để mình ta với con tim khô cần ra bầm. Rồi, chả mic. Đoạn vừa rồi hay không mọi người? Hay đúng không? Không phải mình hát, đừng lo. Cái mic này nó hát nghe thì nó sẽ nghe như vậy đó. Thì
Nói chung là thực sự để hỏi là con này hát karaoke xuất sắc không thì mình xin đánh giá là nó chỉ ở mức khoảng cỡ trung bình thôi. Nó không quá phù hợp với hát karaoke nha, nhưng mà vẫn hát được. Chứ còn đừng vác con này ra hát xong rồi hỏi là tại sao không hay thì đấy là do các bạn xui. Con này có thể kết nối cả Bluetooth và cả dây, vậy nên là các bạn có thể thay đổi cái phương thức kết nối rất dễ dàng và hiệu quả. Thì nói chung là như vậy thì nó tiện cho người dùng hơn, và mình nghĩ là đấy là một cái phương pháp rất hiệu quả. Tại vì những cái dòng loa như thế này nó sẽ yêu cầu cái sự đa năng á, chứ còn nếu như mà không thể kết nối kiểu đa kiểu thiết bị, đa kiểu kết nối thì cái con loa này nó sẽ đôi khi nó hơi tù. Tại vì nhiều người, nhiều khi chúng ta vác những con này vào những cái môi trường đặc biệt thì chúng ta sẽ không thể sử dụng được một vài kiểu kết nối nhất định. Cái thời lượng pin của con này đâu đó dùng khoảng cỡ 10 đến 12 tiếng và chúng ta sạc lại, với sạc chậm thì nó sẽ là khoảng cỡ 6 tiếng và sạc nhanh sẽ là 3 tiếng rưỡi, và mình đã có test thử sạc ở nhà rồi sẽ đâu đó khoảng cỡ 3 tiếng hơn thôi, cực kỳ ổn định. Và đó là bài đánh giá chi tiết của mình về con JBL PartyBox 100. Thì anh em thấy con loa này như thế nào, và nếu như anh em có nhu cầu tìm hiểu về nó thì mình có đặt phần link sản phẩm ở bên dưới phần description, và anh em có thể bấm vào đấy để coi hàng ở thế di động nhé. Đó là hàng chính hãng và đảm bảo cho anh em là chất lượng cực kỳ ổn định. Và nếu như anh em thấy video này hay thì nhớ like, share và subscribe cho kênh Thế Giới Phụ Kiện. Và nếu như anh em có câu hỏi thì cũng đặt comment bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người. Peace.